Quý vị các bạn thân mến, huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương là vùng đất có nhiều di tích khảo cổ được giới chuyên môn xác định niên đại, cách ngày nay khoảng từ 2.500 đến 3.000 năm. Những hiện vật khai thác được ở những di tích khảo cổ như Giường Dũ, Cù Lao Rùa, Gò Đá, Dốc Chùa cho thấy các cộng đồng người Việt cổ đã có mặt sinh sống và phát triển ở vùng đất này từ rất sớm. Trong chương trình văn hóa và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hình ảnh về những hiện vật rất có giá trị vừa được khai quật tại khu di tích khảo cổ Dốc Chùa thuộc xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận. Trên quãng đường đi bộ tìm đến khu di tích khảo cổ Dốc Chùa ở xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chúng tôi cứ nghĩ phía trước chỉ là một vùng đất trống với cây cối lưa thưa, không gian tĩnh lặng. Nhưng đến nơi là một khung cảnh tấp nập với một nhóm người đang cần mẫn thực hiện thám sát và khai quật hiện vật, khiến suy nghĩ ban đầu của chúng tôi tan biến. Thay vào đó là sự cảm nhận và ngạc nhiên, thán phục. Bởi họ, những người làm công tác nghiên cứu, khai thác hiện vật ở Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và Ban Quản lý Di tích tỉnh Bình Dương đã phối hợp làm công việc khai quật hiện vật ở đây được hơn một tháng rồi. Những công đoạn đào bới, sàng lọc, tìm kiếm hiện vật của họ không khác gì đãi cát tìm vàng. Vàng của họ là hiện vật cổ xưa với chất liệu là gốm, là đá, là sắt, là đồng, là tất cả những gì liên quan đến vết tích của người tiền sử để lại nơi đây. Bởi nếu mất thời gian khai quật dài như vậy mà không tìm được hiện vật thì công sức của cả nhóm sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng lần khai quật này, các nhà nghiên cứu đã thu nhận được rất nhiều hiện vật có giá trị. Đây là cơ sở để nhận xét, đánh giá và khẳng định niên đại của cổ vật, cũng như các hoạt động sinh sống của xã hội loài người cổ xưa tại di tích khảo cổ Dốc Chùa này. Dốc Chùa là một trong những di tích rất là quan trọng được phát hiện vào năm 1976. Và sau đó là hàng loạt các cuộc khai quật lớn tổ chức ở tại khu vực này đã phát hiện một cái số lượng hiện vật rất là lớn và rất là quan trọng. Với nhiều loại hình khác nhau, giáo, rìu, khoảng 76 cái khung đúc qua đồng phát hiện ở khu vực này. Với một số lượng lớn như vậy, cho thấy rằng là đây là một cái di tích đã đạt được một trình độ rất cao về luyện kim ở khu vực này. Một cái vấn đề thứ hai cũng rất là độc đáo, đó là ở đây chúng tôi phát hiện được số lượng giỏi xe chỉ rất là nhiều. Bên cạnh đó thì có những cái vật gia trọng để cho thấy rằng là ở đây nó tồn tại một cái nghề dệt cổ truyền, và niên đại của nó là ít nhất là khoảng 3.000 năm về trước cách ngày nay. Ở Điểm Dương thì di tích Dốc Chùa chúng ta phát hiện được một cái tượng thú bằng đồng là được xếp là bảo vật quốc gia. Đó là một cái đỉnh phát triển của toàn khu vực này trong cái thời đại kim khí, cho thấy rằng là cái hàm lượng văn hóa tích tụ trong một cái quá trình lịch sử ở khu vực này rất là lớn, rất là giá trị và rất đặc biệt. Theo các nhà nghiên cứu, ngay từ khi xuất hiện, con người đã biết tìm đến những nơi có đất đai màu mỡ, nguyên vật liệu dồi dào gần sông rạch, đường xá để sinh sống. Dốc Chùa là vùng đất có đủ các yếu tố trên, thế nên người Việt cổ đã tìm đến đây sinh sống từ rất sớm và để lại các dấu tích hiện vật nằm sâu dưới lòng đất ở một khu vực rộng lớn như thế này. Mặc dù lần này các nhà khảo cổ mới khai quật một hố nhỏ, nhưng đã lộ thiên 5 tầng văn hóa cùng nhiều hiện vật cho thấy người cổ xưa đã dùng chúng trong sinh hoạt, lao động sản xuất và các loại trang sức đủ kích cỡ với nhiều chất liệu khác nhau. Vật dụng được tìm thấy nhiều nhất là những mảnh gốm bị vỡ nát chồng chất lên nhau. Các nhà khảo cổ học đã xử lý rất khéo léo, tỉ mỉ để giữ nguyên hiện trạng của từng tầng văn hóa một. Từ những bề mặt tầng văn hóa lộ thiên của hố khai quật này,
chúng ta có thể hình dung ra những cái tô, cái bát, cái nồi được làm với kỹ thuật thô sơ, khi sử dụng sẽ dễ bị hư hỏng phải bỏ đi. Có nhiều mảnh vỡ được các nhà khảo cổ lau chùi, nghiên cứu và ghép lại thành hình dáng vật dụng giống thuở ban đầu và đem về bảo tàng tỉnh Bình Dương cũng như các nhà truyền thống của huyện Tân Uyên trưng bày như thế này để mọi người tìm hiểu và thưởng lãm. Ngoài các vật dụng dùng trong sinh hoạt gia đình, các nhà khai quật còn tìm thấy ở đây nhiều vật dụng sản xuất như khuôn đúc, bàn mài, rìu, mũi đao, dập đục, dọi xe sợi và những đồ trang sức như mảnh vòng, hạt chuỗi. Phần lớn các vật dụng này đều được làm bằng đá, chỉ có số ít là bằng gỗ, bằng sắt hoặc bằng đồng. Lần theo dấu tích lịch sử trong nghiên cứu khảo cổ học thì cách nay hàng ngàn năm, người Việt cổ sinh sống ở khu vực này cũng rất quan tâm đến cõi Vĩnh Hằng. Bởi ngoài dấu tích mộ táng được phát hiện ở di tích khảo cổ Cù Lao Rùa và di tích khảo cổ Phú Chánh, thì các nhà khảo cổ cũng phát hiện ở di tích khảo cổ Dốc Chùa rất nhiều ngôi mộ táng nằm trong các tầm văn hóa của di tích. Tất cả điều này cho thấy cuộc sống của người Việt cổ ở vùng đất này thời bấy giờ đã chú trọng tới cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Bất cứ hiện vật nào được tìm thấy thì những người làm công tác chuyên môn cũng xử lý tỉ mỉ và giữ gìn rất cẩn thận để nó mãi toát lên những giá trị nguyên sơ. Cái hố này là mở ngay cái sườn của một cái ngọn đồi, nên khi mà chúng ta khai quật là tiến hành bóc theo lớp văn hóa và theo địa hình. Nghĩa là mỗi một cái lớp văn hóa thì chúng ta bóc khoảng một lớp là 10 cm, thì trong mỗi một lớp văn hóa đó thì những di tồn của cái di vật mà nó còn sót lại thì chúng ta làm rõ ra. Ví dụ như là đây là xuống tầng văn hóa đầu tiên là chúng ta lưu giữ lại cái lớp văn hóa mà muộn nhất, thì mình cứ tiếp tục xử lý theo lớp văn hóa thứ hai. Mỗi một lớp văn hóa như vậy chúng ta đều lưu giữ lại tất cả những cái di vật, những đồ gốm, bằng mài, tất cả những công cụ đây nó đều nằm ở trên bề mặt. Là như ta thấy là từ bề mặt cho đến dốc này thì thấy cái độ chuối nó rất là rõ ràng và nó nằm ngay mép trên phần gò, còn lại diện tích rất là ít ở khu vực phía tây nam này. Do vấn đề này là đào mà để lưu giữ và trưng bày, cho nên đòi hỏi phương pháp xử lý phải cực kỳ khoa học và tỉ mỉ, khéo léo. Di tích khảo cổ Dốc Chùa nằm trên sườn một ngọn đồi thấp giáp với sông Đồng Nai. Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, nhiều nhà khảo cổ học ở trong và ngoài nước đã đến đây nghiên cứu và tiến hành khai quật tìm kiếm hiện vật. Bởi vì Dốc Chùa là một di tích khảo cổ có nhiều giá trị đặc biệt hơn so với nhiều di tích khảo cổ khác. Qua nhiều đợt khai quật, nơi đây đã cung cấp cho giới khảo cổ rất nhiều tư liệu quý về lịch sử, văn hóa cổ của vùng đất Gia Định Đồng Nai xưa, tức miền Đông Nam Bộ ngày nay. Như chúng ta đã đang thấy, đây là một trong những cái hố khai quật mà chúng tôi đã thực hiện trong hơn một tháng qua. Thì vết tích của quá trình cư trú chúng ta có thể thấy trên vách địa tầng là một cái tầng văn hóa dày khoảng 1,5 m. Và trong đó thì chúng tôi tìm thấy rất nhiều các cái tàn tích của quá trình cư trú. Chúng ta có thể thấy các cái mảnh vỡ của các loại đồ gốm và các cái mảnh vỡ của đồ đá và các cái công cụ đá mà chúng tôi tìm thấy trong hố khai quật như thế này. Đây là những cái rìu cuốc được sử dụng trong đời sống hàng ngày của họ, và đồng thời một số các cái loại hình khác như các cái bàn mài lõi dùng để mài mặt trong của các cái vòng tay, một số các cái vật dụng bằng đồng như những mũi giáo và các cái khuôn đúc, các cái mảnh vỡ khuôn đúc dùng để đúc nên những cái vật dụng bằng đồng như thế. Và đồng thời trong cái đợt này, để bảo đảm cái yêu cầu cho việc trưng bày, chúng tôi cũng quyết định giữ lại một số các cái bề mặt trong hố khai quật để sau này tiến hành làm cái bảo tàng ở ngoài trời, bảo tàng tại chỗ, và xây dựng một nhà trưng bày với mái che bên trên. Theo đánh giá của các nhà khảo cổ, những hiện vật tìm thấy ở Dốc Chùa đã cho thấy đây là di tích cùng thời với trung tâm văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc,
trung tâm văn hóa Sa Quỳnh ở miền Trung và thể hiện sự giao thoa rộng rãi với các cộng đồng người Việt cổ ở các khu vực khác. Và các hiện vật này cũng cho thấy cư dân cổ ở dốc chùa thời bấy giờ sống theo tổ chức cộng đồng xã hội công xã, có sự phân công lao động rõ rệt và sở hữu tài sản riêng. Hiện nay, ở Bảo tàng tỉnh Bình Dương và nhà truyền thống ở Tân Uyên thường xuyên trưng bày những hiện vật này để du khách đến tham quan tìm hiểu bất cứ lúc nào. Các hiện vật được trưng bày một cách khoa học và nghệ thuật để chúng toát lên cái hồn, giúp cho khách tham quan dễ cảm nhận được những giá trị thật của hiện vật. Ngoài ra, những người làm công tác trưng bày, lưu giữ hiện vật còn đăng kèm thông tin chi tiết để khách tham quan có thể nhận biết được cách phát hiện như thế nào, ở đâu và trong bối cảnh như thế nào. Nhờ vậy, mỗi hiện vật trưng bày đơn lẻ hay tập trung thì vẫn có giá trị thông tin cao và toát lên những câu chuyện về quá khứ. Ngoài ra, những người thực hiện trưng bày còn luôn chú tâm đến việc bảo quản, giữ gìn hiện vật với mong muốn nó còn mãi với thời gian và được nhiều người biết tới. Những cái hiện vật từ thời kêu mà tiền sử đến hôm nay được các cái nhà truyền thống của địa phương lưu giữ, những cái hiện vật này trở thành những cái tài sản vô giá, cho nên là được giữ gìn rất là chu đáo và được bảo quản phát huy. Vào những ngày lịch sử của địa phương thì những bà con nhân dân hay là thế hệ trẻ đến đây để mà ôn lại cái lịch sử của ông cha mình. Đối với những cái hiện vật khảo cổ mình khai quật đem về cái nhà truyền thống của huyện thị mình á, thì trước tiên là tụi em làm cái hồ sơ về hiện vật, rồi khảo tả cái hiện vật đó, rồi mình đem vào phòng trưng bày. Thì ở cái khâu mà trưng bày á, thì song song đó là mình phải bảo quản nó, mình vệ sinh lau chùi, xử lý những cái công việc gọi là xử lý để cái hiện vật mình nó không có bị mai một hư hỏng theo thời gian. Định kỳ hàng tháng hoặc là hàng quý thì tụi em thực hiện cái công việc là vệ sinh nó, rồi lau chùi nó, rồi trưng bày. Rồi ví dụ như những cái hiện vật nào mà không có trưng bày nữa, tụi em thay đổi thì tụi em đem xuống kho lưu trữ rồi trưng bày lên những cái hiện vật mới. Dốc chùa đã được xếp hạng quốc gia. Với tư cách là một nhà khoa học, tôi mong mỏi rằng là chúng ta đầu tư kỹ hơn, đầy đủ hơn để cho giới nghiên cứu khoa học cùng với lại du khách nhận diện đầy đủ hơn về giá trị của di tích này. Và đặc biệt là thế hệ trẻ sau này nhận diện về một vùng đất, về một quá khứ của một vùng đất. Và trên cái vùng đất này cách đây khoảng trên 3.000 năm, cộng đồng cư dân cổ ở đây đã sinh sống, tồn tại và phát triển như thế nào. Chúng ta lưu lại những cái giá trị này không phải cho bây giờ, cho những người hôm nay, nhưng tôi tin rằng những thế hệ mai sau cũng cần phải nhìn nhận đây là một trong những cái giá trị văn hóa tồn tại ở cái vùng đất này rất đặc biệt. Nhân tháng có ngày di sản 23 tháng 11, tại khu di tích Tam Giác Sắc cũng đã tổ chức trưng bày rất nhiều hiện vật khảo cổ được khai quật tại các di tích khảo cổ trên vùng đất Bình Dương thời tiền sử, tích tụ qua các thời kỳ đồ đá cũ, đá giữa, hậu kỳ đá cũ, đồ đá mới, bao gồm các nhóm đồ gốm, đồ đồng, đồ đá. Cuộc trưng bày góp phần quảng bá sâu rộng những giá trị về văn hóa và hệ thống các di tích khảo cổ của tỉnh nhà. Hy vọng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ thường xuyên lui tới bảo tàng tỉnh và các nhà truyền thống tại các huyện tham quan chiêm ngưỡng hiện vật để hiểu rõ về quá khứ, hiểu rõ về các giai đoạn phát triển của xã hội loài người, qua đó thấy yêu hơn cuộc sống văn minh hiện đại hôm nay. Quý khán giả thân mến, chương trình Văn hóa và Đời sống hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.